Xin chào mọi người, hôm nay anh em mình đi câu ở Bà Rịa nha. Lần này em đi câu bằng xe máy chạy xuống Bà Rịa hơi đuối chút, 70-80 cây số mới tới. Bình thường nó khô không ơi? Bình thường nó khô, bây giờ nó nước nó lên. Thổ địa nó dẫn đi đâu mà đi băng qua đầm người ta luôn. Đi lội nước thấy bà luôn, hồi mới thấy đầm chủ đầm ra đuổi. Hello các bạn. Tại thì mình với anh Bình phải đi tới 10 km đường bộ rồi. Sắp được tới đầm rồi. Cuối cùng thì cũng vô tới được tới hang động rồi các bạn. Thấy không? Muốn bắt cá lớn thì vô vô hang cọp. Xin chào khán giả. Xin chào. Chắc để cho không trên bờ luôn đi, cho nó khô đi. Tính sau dèo nó cũng chết à. Để hợp sợ kiến thôi. Chừng dây vậy đẹp. Đánh bóp rồi nhỏ, nó táp dữ lắm. Đánh bóp đi Hải. Em có mấy con bóp nhỏ, táp bập ngoài á. Đó, nhảy rào ngoài. Thon giờ này nó sáng không? Giờ này có UV nè. UV nó chỉ có từ bữa sáng hoặc bữa chiều thôi. Bóp dính rêu. Rêu cạn quá à. Nào đó.
táp. Bị cá măng hay chẽm nữa. Trời nó dí kìa. Hả, đánh nhanh nó dí ghê không? Thử đánh kéo như cano thử coi. Đó, theo kìa, theo kìa. Racing boy á. Dí theo kìa. Ngưng không à, dí lúc là ngưng à. Quá trời măng. Ây da, sảy. Resin boy. Rớt không? Rớt rồi. Rớt rồi hả? Ừ, hấp tấp quá rớt rồi. Vô tới bờ mà. Mà đi săn bọn resin boy này vui à. Thấy nó dí theo cái bầy á. Đánh mồi nổi nó theo dữ lắm. Bị gì đó, thấy không, đánh mồi nổi nó theo rồi. Táo. Anh mà có u lờ ở đây là tụi nó chết. Mang cần mà không mang máy theo. Táp hụt không? Táp vậy mà cũng phải đặt táp mồi. Nó quạ kêu ghê quá. Rồi, rồi xin boy bé bỏng. Rồi xin boy bé bỏng. Cá măng. Nãy giờ nó cắn tà le.
cái nha. Mưa đang quay clip. Nhồng ơi nhồng à. Chỗ này nước nó động lắm, mấy con bơi trên mặt nó không ra đây. Bởi vậy mấy cá măng nó qua bên kia hết. Nãy giờ em câu ở đây đâu dính măng đâu đúng không? Có mà nhỏ. Ừ. Em chạy ở đây nè. Qua bên kia hết, bên kia. Bên kia là mỗi đường là mỗi con đó. Anh gọi bên méo méo rồi. Hẹn 10:30. 10 giờ ở đây mình rút mình chạy qua đó là vừa. Qua bắt gì tí vậy? Ừ, chứ bên này chắc không có cá em ơi. Ở trong cạn lắm. Đánh đâu quấy. Cá nó dồn ra đây à. Có là nó dồn ra ngoài này. Việt Nam. Bữa nay không, nó không ăn mồi màu nữa. Nó nhát rồi. Mới vô nó chết rồi. Bữa nay nước kém rồi chứ thôi. Dạ. Yeah. Chứ bữa nay là nước là nước là rầm rác nó chạy chạy ống rồi. Ồ mấy cá mú lại kém rồi đã. Cá mú hả bác? Ừ. Cá mú bữa nay bự quá hả? Ủa mới thả hả? Ừ. Ở đâu lận, nó nằm ở đâu bác? Mới thả lộn kia rồi tay á. À. Ghê vậy. 4-5 kg, bữa ta mua một cặp đâu 11 kg á. Dạ. Cặp 11 kg. Dạ. Duy hôm nay hay quá trời. Mới xuống ở dính cá rồi. Bình thường đi câu móm như móm mà khóc nữa. Mú à? Chém lá. Ui, con khủng long. Con có chẹm nó dí cái đối, nó lại bơi lên sát bờ luôn.
tại tao muốn rồi phải đóng tao đóng cho người chưa đừng để cho nó nghỉ vô nha. Dạ. Nó nằm ở đâu vậy bác? Đó, này nằm gần đó đó. Nằm sát bờ luôn hả? Sao? Đó, ai nó nằm đó đó, như vòng vòng mấy mấy dâu cũng sâu vậy đó. Nhỏ đó, đó cái ghế ngồi đó, ngồi đó mà cái vừa thả xuống nhấc nhấc hai ba đường ra là nó đóng liền. Ai nó đóng đó là phải đóng mà nó kẹt rồi mày đừng thấy mày kêu tao. Bày bắt bị nhét vô con mỏ xấu á. Cái khúc kia nó đề đã quá hả? Ừ, khúc đó đề sướng mà không có quay được. Em tắt nha. Rắc nhẹ tân gì. Giờ này nó ăn ta. Thấy nó lên luôn hả? Nó phóng rượu mấy ngày qua đây chém rồi. Siết lại, siết lại, siết lại. Siết cái cạo vô đi, siết cạo vô thử coi. Ép nó cho nó chạy. Rắc nhẹ quá chạy trắng. Liệt. Nó chặt cái đường nước rồi nó xẹt. Đủ sở hụi cảm giác rồi. Chừng nó chạy cấm nó gãy cân. Đánh hồi sắc à. Dính ở ngoài mà này thoải mái, này cho nó xảy cũng được. Ooh.
kê, kê nó nằm lên kềm nè, chích cái lưỡi ra một cái. Đẩy 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 xuống. Thằng kia nó dính cá chẹp lá hoài. Té nè, cắm cái đầu nè. Giờ bữa trưa chịu ăn ghê. Đừng có ấy tay vô cái hàm nữa nha, răng không á. Chết mẹ ơi. Kẹp 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 kẹp, có kẹp không anh? Lên nè. Ừ. Không tới đâu. Vậy là khỏi nhảy. Thank you.
việc xả ra đi. Mồi trong họng rồi. Mồi trong họng rồi. Mồi, con 5 ký á. Kẹp gì kéo cho nó lên đi đã. Xả rắc ra nữa. Mồi ở trong họng rồi. Ừ, cho nó chạy đi. 10 ký. Chứ hồi để hồi đứt lít đỡ á. Ủa, sao dẹp máy sớm vậy? Hả? Đã hả? Sớm vậy? Hơi lỏng rồi. 10 ký. Đó. À, con megabat đừng có đứt nha. Không muốn đứt thì xả ra. Con này bự nãy giờ, bự nhất rồi. Sáng giờ không được con nào. Nó trong họng rồi. Đứt ra rồi. Ơi, hơi mồi ngậm ngậm ngay đầu họng rồi. Mồi ngậm. Không tới đâu. Thì không bớt rồi. Vậy là khỏi nhảy. Nó trổ luôn cái lưới. Trổ luôn cái lưới rồi. 30 kg nha các bạn. Chẻm đẹp ghê. Chẻm lên màu tím và nó khỏe lắm nè. Thôi con bự ghê. Con này cỡ 5 kg không? Đây Ngọc Hải lên. Đoàn Ngọc Hải. Xả giờ không lên là con nào giờ lên. Khó gỡ à. Con này mua luôn chứ gỡ gì nữa. Rồi thôi con này. Con này nuốt vô tới họng rồi. Rất tiền đi anh cha. Con răng. Ê có chân lưỡi không? Từ từ không? Từ từ không? Rồi con giữ cái đầu lại. Rồi đó. Không ngay miệng mà, ngay mép miệng mà không sao đâu. Con gỡ cho. Má lưỡi zin luôn nhé. Đâu nữa em mua của anh BKK Phan. Cái này 170. 170 ký. Con răng nữa. Má nãy giờ em bào ra. Má nó ăn mà tưởng bị dính cái gì á, nó không chạy luôn. À, bỏ con cá bự hơn con này nữa. Con cá nhồng táp. Táp nó. Thả thả nó yếu. Ủa, mỏi. Ơi bút. Nội. Cái dòng cát luôn nát mình nãy em. Con này khỏe mà dính miệng mà. Thôi, đâu sao đâu. Rồi con cá nó dần về mà. Con thử nhiêu ký mốt? Con này hả? 4 ký. Mú á. Hồi đó mú á. Kéo rắc lên. Mú á. Mú nhỏ á. Chỗ đó mú nhiều lắm. Ngay cái hầm sâu á. Dạ. Ơ chẻm. Chẻm nhỏ. Cá đây khỏe lắm. Cá đây hầu như là 1 tháng như vậy là tao lấy nước hết 20 ngày rồi. Dạ. Thử đâu cá nó khỏe lắm. Còn đùng nước hả, 1 tháng lấy nước được 10 ngày à. Dạ. Thì nó trong sông. Dạ. Nó không có gần mặt sông rồi. Dạ.
món này món yêu thích nhất. Ăn đi. Món tình yêu. Ngon lắm. Hả? Ngon lắm. Này mình mới đi xuất khẩu lao động về nha.